liên quan đến vụ việc nam sinh Lê Hoàng L, học sinh lớp 1 trường tiểu học Ga Te Quai, tử trận, sáng sủa 15/10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm của cháu L, là Nguyễn Thị Thủy 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, về tội thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L học là một trong những tình tiết mới, đúng quy định, trình tự, thủ tục trong quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy. Bị can Nguyễn Thu Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan cảnh sát điều tra. Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, ông Doãn Quý Phiến 1966, trú Cầu Giấy, Hà Nội, điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford Transit mang kiểm soát 29B6956 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh của trường Ga Te Quai để đi đón học sinh đến trường học. Xe ô tô do ông Phiến điều khiển đón tổng số 13 học sinh, trong đó có đón cháu Lê Hoàng L, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chiếc xe sau đó quay lại đậu ở bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Ga Te Quai đón các cháu học sinh. Sau đó, khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa bé xíu vào bệnh viện E. Đến ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra các Cầu Giấy cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy về tội danh vô ý làm chết người. Ngày 3 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến, nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà,